Ngày 3 tháng 11, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ và Đường sắt, Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận một người thiếu phụ ngụ quận 7 đã bốc được hồ số siêu đẹp là 51 giờ 99.999. Đại diện cho hay, người thiếu phụ bấm số chọn hồ số một cách ngẫu nhiên trước sự chứng kiến của nhiều người. Sau khi bấm được số 51 giờ 99.999 thì nhiều người cũng bất ngờ. Theo đó, chiều 1 tháng 11, người thiếu phụ này tới điểm đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Rạch Chiếc, Thành phố Hồ Chí Minh để làm thủ tục đăng ký cho chiếc xe ô tô hiệu 330i của gia đình mình. Người thiếu phụ may mắn bốc được hồ số 99.999. Tại đây, người thiếu phụ làm các thủ tục và nộp các hồ sơ để đăng ký cho xe ô tô của mình. Tiếp đó, người thiếu phụ được bất thao tác bấm nút chọn hồ số trước sự chứng kiến của một số người. Ít phút sau, màn hình ra hồ số xe 51 giờ 99.999 khiến nhiều người có mặt ngỡ ngàng. Được biết, chiếc xe 330i có giá bốc khoảng 2,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc bốc được hồ số 51 giờ 99.999 thì giá bốc trị của chiếc xe ngày càng tăng nhiều lần.